Yo, hello anh em. Như thường lệ, mỗi buổi tối thì mình sẽ đăng một video thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về solo leveling hết anh em. Hôm nay thì chủ đề mình sẽ nói tới là câu chuyện vũ khí trấn của nhân vật 5 sao, nhân vật SR đó. Thì trong game này có một cái hay là vũ khí trấn của nhân vật 5 sao SR hoàn toàn có thể chế được thông qua một tính năng là tính năng RAT này nè. Em nhấp vô đây và chọn hình mũi tên thì anh em sẽ thấy là sẽ có liệt kê tất cả những cái vũ khí trấn của những cái nhân vật 5 sao hiện có. Nói theo mình thì đây là một cái tính năng rất là độc đáo của trò chơi này ha. Những cái trò chơi gacha trước đây thì không có đâu. Thông thường như cái Simbad, Honkai Sareo, Tower Fantasy, thường thường là vũ khí trấn nó không có cho đâu. Anh em phải quay nhân vật 5 sao, rồi phải tích nguyên thạch quay cả vũ khí của nhân vật 5 sao, nó cực kỳ tốn kém luôn. Những cái game này thì có vẻ như là thân thiện với FHB hơn ha. Rồi đầu tiên nguyên liệu anh em click vào cái vũ khí mình cần chế thì nó hiện ra. Thì cơ bản nó giống nhau hơn em, nó cần một cái tấm vé đỏ này nè, cái tấm Hunter Evolution with Bone Design. Thì tấm này á mình làm nhiệm vụ hết chapter 14, nó cho mình khoảng 3 tấm. Rồi ngoài ra mình có thể mua nó được ở hai cái shop, nói chung mua cũng rẻ thôi. Cái thứ nhất là shop tái chế nguyên liệu vũ khí, đây tên nó là with Bone Material Chain nè. Mình đập cái vũ khí xanh 3 sao thì ra cục đá này, mà hỏi anh đập vũ khí 4 sao á thì nó ra cục thép tím đỏ này. Và để mua được cái miếng giấy này nè thì anh em cần phải đập vũ khí 4 sao cần 150 cục. Thì bữa hổm mình đã thử rồi, 150 cục này tương đương với lại 24 cái vũ khí 4 sao ha anh em. Thì nếu mà anh em mua theo cái kiểu này thì hơi đắt, anh em phải phá 24 cái vũ khí 4 sao mới được một miếng này. Rồi có cách thứ hai rẻ hơn, đó là anh em có thể mua trong cái shop gọi là Battlefield Uptime á, là tức là cái shop lao hàng á. Mình đi lao hàng ở trong cái đánh con chó ngao, sắp tới là đánh con Iris á, thì nó cho cái điểm lao hàng và mình sử dụng cái điểm này để mua. Và mua ở đây mình thấy rẻ hơn nè, một miếng như vậy là nó cho nó chỉ có 400 đồng thôi, và một kỳ lao hàng thì mình đánh được khoảng 300 điểm đó nè. Coi như anh em đi hai kỳ lao hàng là anh em mua được một vé, mình mua được một vé thôi là mình đã chế được cái món vũ khí đầu tiên rồi, tại làm nhiệm vụ cho ba vé. Ngoài ra còn cách thứ ba để sở hữu được cái tấm vé đỏ này nữa, đó là anh em đập vũ khí làm sao chế này chơi sang, nhưng mà đây cũng là một cách nói anh em tham khảo ha. Đập vũ khí làm sao ra nó cũng có nè. Đó, nó cũng được một cái vũ khí làm sao là được hai miếng vé đỏ lận. Đó là ba cách để sở hữu cái tờ giấy đỏ đó anh em. Thứ nhất là mua trong shop đổi vũ khí, thứ hai là mua trong shop lao hàng, thứ ba là đập vũ khí 5 sao. Rồi, còn cái cục này thì sao? Cục này thì dễ kiếm hơn rất là nhiều anh em. Cục này sẽ có các màu tương ứng với những loại nguyên tố của nó. Thí dụ hệ hỏa màu đỏ, hệ ánh sáng màu vàng, hệ phong màu xanh, hệ bóng tối màu tím. Nói chung là mấy cục này tùy theo hệ thôi, hệ nào để ra màu đó. Thì cục này kiếm như thế nào? Thì đầu tiên là nó cũng có từ cái shop lao hàng. Cái shop mà nãy chỗ mình mua miếng giấy đỏ đây, cho anh em vô shop nè. Đó rồi mình chọn exchange, chọn cái dòng cuối cùng trong một exchange là Battlefield Uptime á, thì nó cũng bán cái cục đó nè. Đây là cái hộp này nè, anh em mở cái hộp ra thì nó sẽ có một cái cục, mình muốn chọn màu gì thì chọn tùy nguyên tố. Và cục này bán rất là rẻ anh em, 30 đồng một cục. Mình hiện tại mình có thể mua được 7 cục luôn nè. Coi như là cục này rẻ ha, cục này dễ kiếm miếng giấy đỏ. Đó là cách thứ nhất mua. Cách thứ hai là mình thấy là cái cục này để dành từ từ được, không cần phải mua. Anh em nhìn thấy nè, cái này mình không có mua nha, mà là mình farm. Farm từ đâu? Thì từ đây, từ tính năng. Anh em nào mà chưa tới đây thì xem biết mà muốn chuẩn bị ha. Có gì anh em không biết là cái này có thể farm được, thì nó trong tính năng Power of Destruction này nè. Anh em làm xong chapter 14 á thì nó mới mở ha, làm xong chúng ta 14 nó mới mở này ra. Thì trong này nó mỗi ngày nó cho nó yêu cầu mình đánh một con rồng, thì nó sẽ có cái hạn mức răng 1 tới răng 10 đó anh em. Nói chung cũng dễ lắm, anh em đánh đủ cái lượng máu yêu cầu. Ví dụ con rồng này mình đánh 6 max của nó là 6 triệu máu, anh em đánh đủ 6 triệu máu thì lấy full phần thưởng. Phần thưởng là một cái hộp, trong cái hộp này mở ra nhiều cái thứ trong đó. Có cái miếng này cũng khá là quý, nhưng mà cái này tỷ lệ thấp lắm nha. Cái này 2% hay gì à? Nè, cái cục này 2%, cục này 20%, cái này 10%, cái này 20%. Đây anh em thấy không? Có nó có 20% rất là cái cục nguyên liệu nguyên tố đó.
Thì một ngày nó cho mình mấy hộp, nó cho một hộp nha. Đó, cho nên cái cục này dễ kiếm hơn cái miếng đỏ ha anh em. Cục này anh em đi farm, tích lũy từ từ, mốt cả đống. Còn hái nôm thì đi mua, cũng không có nhiều tiền. Coi như cục này là không tính. Anh em chỉ cần kiếm được đủ vé đỏ là coi như anh em đã chế được ha. Cái tiền công là 20 ngàn thì khá là rẻ thôi. Vậy thì chế vũ khí năm sao cơ bản, cái nguyên liệu chủ yếu của nó là mấy cái tờ giấy đỏ này. Tìm cách có mấy tờ giấy đỏ này là sẽ có được một boss. Nhưng hiện tại thì ai cũng sở hữu 3 miếng này nè. Anh em chỉ cần đi ráng kiếm một miếng nữa là đủ chế được cái món vũ khí năm sao ấy rồi đầu tiên. Thì em nhìn lại nè, nhìn lại cái kho vũ khí của mình. Anh em thấy cái gì không? Cái tay này không phải là mình quay nha. Cái tay này là miễn phí. Cái sự kiện đăng nhập 14 ngày thì nó sẽ cho mình một cái tay. Cái tay này nó kêu theo phụng ngữ. Tức là ai cũng sẽ có cái tay này thôi ha. Cái thứ hai là cái nhẫn, cái cây trấn của con choi. Hay một vòng thì nó có một phần, một cấp phần thưởng. Và cuối cùng thì sẽ ai cũng sẽ được thôi. Thì như vậy mình có gì? Như vậy mình có đã có một món vũ khí kêu theo Atika. Cái này là scale theo Atika. Một cái thì lại scale theo phòng ngự. Vậy thì mặt bằng chung theo mình nghĩ là anh em nên chế một cái vũ khí scale theo HP. Để khi mà anh em lắp vào một đội hình con này cầm cái món vũ khí 5 sao scale theo HP, con này cầm vũ khí 5 sao kêu theo phòng ngự, con này cầm vũ khí 5 sao kêu theo Atika. Vậy là mình đã có 3 cái món vũ khí 5 sao. Đẩy power lên cực kỳ cao luôn. Hai món miễn phí, vì còn lại là mình chế cái món HP thôi. Đó là mặt bằng chung ha. Con Seiyuo đi. Tại sao? Tại vì mấy con vũ khí này mấy con kia cầm chung được. Thì nói về con heal thì nó đâu cần đam gì đó. Nó chỉ cần HP cao, power cao là chơi được rồi. Thì giả sử lỡ em có chưa có Seiyuo, anh em chỉ có con này, đúng không? Thì giờ mình chế cái này cho nó cầm đi, nó cũng có power cao, HP nhiều, nó búp cũng được vậy, nó heal máu cũng được vậy. Rồi một ngày nào đó anh em đi làm nhiệm vụ, anh em quay quá đen riết rồi anh em cũng sẽ có con xe Yubu thôi. Cái thiệt, game này quay quay lại phép quay nhiều lắm. Anh em anh định chuẩn quay tới quay lui, cuối cùng một ngày nào đó anh em cũng sẽ có được con này thôi. Thì lúc đó thì đưa cái vũ khí chấn con này cầm. Con này coi như là cầm đỡ. Con này coi như cầm đỡ thôi. Nhưng giờ đưa cho nó đồ xịn năm sao xịn, nó đánh biếu xịu à. Thì đó là mặt bằng chung ha. Vì nó đã cho mình một cây scale theo phòng ngự, một cây scale theo Atika. Nên cái vũ khí mà đầu tiên mình nên chế là chế scale theo HP. Nó là mặt bằng chung. Còn một số trường hợp ngoại lệ, giống như anh em ngoại lệ anh em chơi con hai con Atika hoặc hai con phòng ngự trong một đội hình, thì giả sử anh em có chơi có hai con phòng ngự cái này, thì một con cầm cái vũ khí miễn phí, còn con kia anh em chế cái trấn của con kia. Giả sử có Emma thì anh em chế trấn của Emma. Hoặc là nếu em không chơi kiểu này thì anh em chế trấn cho cái con này nè. Mình nên chế trấn cho con này nó có đam á. Tại vì chi để mình còn đi farm thấy gì vật mà phiên bản chế độ Hunter chiến khoảng 120 tới 150 á là bắt đầu cái bên Hunter bị đuối anh em. Mình cần farm cái tay 7 này nè để kiếm đồ vàng đi lên tiếp. Thì lúc này do mình nuôi men nhiều quá nên Hunter mình sẽ bị yếu. Bây giờ anh em chế một cái chế, anh em đầu tư vô cái con Hunter nào mà nó đâm to để mà đi farm được hai cái bí cảnh cuối dễ dàng. Thì sẵn đây mình sẽ đề xuất một số, mình sẽ chỉ cho anh em một số con Hunter mà đâm mạnh nè. Đây, con Quang Đông Xô hiện tại là một cái con gọi là ổn định trong việc farm di vật anh em, tại vì nó có thể đánh được con nhện và con chó, nó không bị khắc hệ, nó đánh được hết và đam nó khá là nhiều. Rồi, cái con thứ hai là con Seiyuu. Ok, nhìn lại thì hiện tại chỉ có hai con này là đam to thôi anh em. Con game này cũng ít nhân vật quá. Quang Đông Xô này với lại con Seiyuu là hai con đi farm thánh di vật ngon nhất hiện tại đó. Nó đánh được con nhện với lại con chó mà nó không bị khắc. Thậm chí con Seiyuu nhỉnh hơn. Tại Seiyuu thì nó khắc con chó nặng lắm. Nó giết con chó khỏe. Còn con nhện thì nó vẫn đánh được. Không có bonus gì nhưng mà không có bị kháng. Cho nên vẫn được. Cho nên mình ưu tiên là nói về Hunter mà dẫn team đi farm di vật là con Seiyuu ngon nhất. Kế đó là thằng này. Còn những con như Choi hay Emma không được. Tại vì sao? Thứ nhất sợ chó lửa. Đánh vô gặp chó lửa là khóc. Con Libora với lại con Lim Tegu này á, thì hai con này á thì nó lại bóng tối. Đánh con nhện cũng cực lắm. Rồi con nhện nó ba mạng hồi quay qua quay lại. Con Be Jong Ho này á, thì nó không có đau anh em. Đau ít lắm. Nhảy dừng dừng mất thời gian. Chỉ dùng nó đi kháng. Đi giảm kháng thôi. Chế độ Hunter Mod á, thì nó khác với chế độ Man. Nhiều khi chung chế độ main thì mình chỉ cần main mạnh nè. Mấy con Hunter thì vô hỗ trợ giảm kháng này nọ xong. Tại vì con main đánh là chính.
Nhưng mà trong chế độ của Hunter là anh em phải có ba con đánh được luôn. Soyewu với con này đi vô đánh con chó đi, thì con này nó đánh hai chiêu à, con này nó đánh chiêu đá, chiêu đấm, cái đánh thường cái nữa, cái lọ được chuyển con vật. Tới con này cũng vậy, xong tới con này, thành ra luân phiên như vậy. Mà con này nó yếu đam quá thì dẫn tới hai con này nó gánh không nổi. Thành ra đi chơi trong chế độ Hunter Mode là ba con đều phải có đam, thậm chí bỏ heal ra luôn, không có dùng heal nha. Bỏ heal vô cái tự nhiên mình chỉ có hai vị trí điêu đam mà nó yếu lại liền. Trừ khi mà một con mình build khủng dữ lắm nó mới gánh được đam cho hai con còn lại. Nhưng mà cơ bản giờ này ai cũng build sàng sàng, nó level 60 vũ khí hết đúng không? Ngang thì cần phải ba con đánh được nha. Thì trong đó mình phải bỏ con Emma ra, đánh chó bỏ Emma ra, thay con này vô nè. Thường mình đánh gì vật là đánh ba con này nè. Đó, thấy không? Cho nên nếu mà được thì anh em đầu tư một trong hai con này ha, để đi farm di vật nó khỏe ăn chút. Còn hai cả mình có hai con này rồi mình đánh cũng mệt lắm nè, mình chưa đánh nổi tay 7 của cái con chó nè. Hiện tại mình đánh tay 6 à, tay 6 cũng có đồ vàng ít lắm, đang hơi thiếu chút IP, mình ráng lại IP để đánh tay 7. Nhờ anh cũng vậy, nhờ anh cũng chưa đánh tay 7 nổi, nhờ anh trâu quá, nó hồi máu quá trời luôn, đang suy nghĩ cách làm sao mà không cho nó hồi máu nè. Nhưng mà mình gần tìm được công thức để đánh con nhện rồi. Khi nào ra thì mình sẽ chia sẻ với em. Rồi, video đây kết thúc nhé. Hẹn lại mọi người vào tối mai. Mình sẽ chia sẻ. Mình sẽ làm một video kiểu này nữa. Vào một buổi tối nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Ban ngày chim kiếm gạo hả anh em. Rồi, chúc mọi người một buổi tối thiệt là vui vẻ, an lành bên người thân nhé. Bye.